dòng sông mong manh những chiếc thuyền trôi, trôi theo dòng sông lênh đênh trên chiếc thuyền an. Tắm lưới chiều nay thu về những con cá nhỏ, cô đơn chiều buông ngày mai không biết về đâu. Mưu sinh là đây em đi theo mẹ theo cha, sóng gió chiều mưa cô đơn trên những dòng sông, không có ngày mai đến trường với bao bạn nhỏ. Hỏi mẹ hỏi cha, em hỏi dòng sông. Khăn quang đầu và được tung tăng ban mai chân bước tới trường. Dòng sông mong manh những chiếc thuyền trôi, trôi theo dòng sông lênh đênh trên chiếc thuyền an. Tắm lưới chiều nay thu về những con cá nhỏ, cô đơn chiều buông ngày mai không biết về đâu. Mưu sinh là đây em đi theo mẹ theo cha, sóng gió chiều mưa cô đơn trên những dòng sông, không có ngày mai đến trường với bao bạn nhỏ. Hỏi mẹ hỏi cha, em hỏi dòng sông. Khăn quang đầu và được tung tăng bạn mai chân bước tới trường. Cha ơi mẹ ơi em mơ một mái nhà xinh, em mơ được đến trường vui trên vai chiếc khăn quang đầu và được tung tăng bạn mai chân bước tới trường.
trên vai chưa khăn quang đỏ và được tung tăng ban mai chân bước tới trường. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, một giọng hát thật ngọt ngào, trong trẻo và rất nhiều cảm xúc đúng không ạ? Em mơ một mái nhà xinh, ban mai được cấp sách tới trường. Ước mơ tưởng chừng như nhỏ bé vậy thôi, nhưng không phải em nhỏ nào cũng có được. Và ngay cả chính với bản thân em Thanh Bình cũng vậy, cuộc sống của em cũng đã có những lúc khó khăn, tưởng chừng như không thể tiếp tục được đến trường. Và cũng tưởng chừng như em không thể có mặt tại đây ở sân khấu này để cùng cất tiếng hát ngọt ngào. Bởi vì gia đình em cũng đã có những lúc rơi vào hoàn cảnh kiệt quệ khi mẹ em bị căn bệnh suy thận hành hạ. À, Bình ơi, bây giờ thì sức khỏe của mẹ con như thế nào rồi con? Dạ, hiện tại thì mẹ con đang bị suy thận giai đoạn cuối. Thì bây giờ cũng đã đi thay thận về. Con tưởng là khi mẹ thay thận xong thì con nghĩ là mẹ sẽ... Mẹ sẽ được có một cuộc sống tốt hơn và sức khỏe ổn định hơn. Nhưng mà mẹ con lại mắc một cái căn bệnh nên nguy hiểm hơn nữa là virus ăn mẩu. Thì bây giờ căn bệnh đó vẫn chưa có phương thuốc để chữa. Thì con hiện tại rất là buồn và lo lắng cho bệnh tình của mẹ. Vâng, thưa tất cả quý vị, theo như Thu Hằng được biết về hoàn cảnh của gia đình em Thanh Bình thì thực sự gia đình em thì rất là khó khăn và tuổi thơ của Thanh Bình lớn lên cũng đã có rất là nhiều thiệt thòi. Và Bình này, năm mới sắp đến rồi, vậy thì con ước mơ điều gì? Ước mơ lớn nhất của con hiện tại thì con chỉ mong cho mẹ được khỏe bệnh sớm hơn. Và bao lâu nay thì bố cũng vì mẹ mà đã mất việc, nên là con chỉ mong năm mới nay bố có một công việc được ổn định hơn, có thể trang trải và lo cho em và mẹ có một sức khỏe tốt và trên con đường học hành. Tôi nghĩ rằng đó cũng chỉ là một mong muốn rất là nhỏ nhoi của em thôi, nhưng mà có lẽ là trong cái thời gian tới thì chắc chắn rằng sẽ rất là khó thực hiện đối với gia đình của Bình đúng không nào? Và Thu Hằng cũng hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay thì tất cả quý vị sẽ cùng chung tay, sẽ cùng giúp em sẽ vượt qua những cái giai đoạn khó khăn này. Câu chuyện của em Bình chỉ là một nút trầm nhỏ trong muôn vàn những điều bất hạnh của cuộc sống quanh chúng ta, và nhất là đối với những người không may bị bệnh hiểm nghèo. Thế đau lắm, nhưng lúc nói nó rớt nước mắt. Xa quê lâu quá rồi, trống được một đón Tết để gia đình. Thưa quý vị, lúc này thì Thùy Linh đang có mặt tại một địa chỉ rất là đặc biệt. Đây chính là nơi mà những mảnh đời trong đoạn clip vừa rồi đang trú ngụ. Ở xóm trọ nhỏ này nằm ở địa bàn của xã Nghi Phú, thành phố Vinh, rất là gần với Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Và người ta thường gọi nơi này với cái tên đó là xóm chạy thận. Chỉ có những bệnh viện lớn thì mới có đầy đủ trang thiết bị, máy móc để phục vụ cho việc chạy thận của họ. Bởi vậy mà từ khắp các làng quê xa xôi thì họ đã buộc phải chấp nhận rời xa quê nhà của mình và quyết định gắn bó một nửa cuộc đời còn lại ở nơi đây để suy trì cho sự sống. Như hoàn cảnh của gia đình bác Lô Thanh Ngân ở đây, đang ngồi cạnh Thùy Linh đây ạ. Thì bác Ngân là người xa nhất ở xóm trọ này. Bác Ngân là hiện đang ở xã Châu Thôn của huyện Quế Phong đúng không ạ? Vâng, tôi ở xã Châu Thôn huyện Quế Phong. Năm 2010 thì con bị tai nạn giao thông, thì con mất. Và con mất thì bé đi khám thì coi như là bị suy thận mãn tính giai đoạn cuối rồi. Và từ đó được xuống trọ ở đây từ năm 2015 đến bây giờ. Vì nhà cửa thì bỏ lại, coi như là vườn không nhà trống. Muốn về nhưng không về được.
quý vị cũng đã đều nhìn thấy được hai câu đối được treo ở trên sàn nhà của bác Ngân. Tết đến muôn phương ấm áp lang trên bản suối, xuân về khắp nẻo hân hoan già trẻ gái trai. Thế nhưng mà với những người đang ngồi ở trong không gian này thì đâu còn những ấm áp của lang trên bản suối, đâu còn những hân hoan của già trẻ gái trai khi mà họ đang từng ngày phải duy trì sự sống của mình tại một nơi xa quê nhà như thế này ạ. Như là hoàn cảnh của chị Phan Thị Xoan đây ạ, thì kể từ khi mà biết là mình bị bệnh thì chị Xoan đã phải chấp nhận rời xa quê nhà và xa chồng xa con để xuống đây và gắn bó với xóm trọ này, với bệnh viện. Chị Xoan ơi, con bé như vậy thì có biết là mẹ xuống đây để chữa bệnh không ạ? Cháu không biết nhưng mà vô tư lắm, chứ nghĩ là mẹ bị bệnh nặng hay là chị, thì nhiều khi nó hỏi là mẹ đi nặng, mẹ đi mai rồi. Mẹ khi muốn về nó là giơ hai bàn tay lên, mẹ ở nhà từng nghĩ với con này rồi đi. Người đó biết hai bàn tay là mấy ngày. Ở đây thì mỗi người một hoàn cảnh và một số phận khác nhau, thế nhưng mà họ đang phải cùng chịu chung một căn bệnh tái ác. Ngoài những cái nỗi đau về thể xác mà họ phải gánh chịu thì họ còn phải mang trong mình một nỗi đau cả về tinh thần. Bình thường những cái lúc mà rảnh rỗi thì bác hay làm gì ạ? Bác có làm được gì đâu mà con, ăn là gì, ăn nó ăn được, chúng con chưa nói là làm. Đi không nó đường, đi được, nó đi được nền nồi, đi phải người chờ đi chứ. Bác thấy buồn quá, đêm năm không ngủ được. Kể cả ngày Tết thì ở đây các bác cũng không thể được về quê ăn Tết đúng không ạ? Khi Tết nhất thì nói chung là ở đây là không, hầu như ai là cũng tròn vẹn để về quê được, để mà sum họp cùng gia đình. Vì là người chạy thần thì 30, rồi lý mùng 2 Tết, có người thì chạy hôm 9, mùng 1 Tết là phải ở đây. Nói chung là ăn Tết dọc đường, thì ăn Tết trên sân bệnh. Thế như là hôm nay thì có một bác không thể ra đây ngồi được? Một bác thì không thể ra đi được, gần như với nhà ở trong đó. Thì không chồng, không con, không nhà cửa, mà nằm liệt giường một chỗ. Nhờ chị, nhờ em là đưa đi để mà chạy thần bằng xe lăn. Cháu vào thăm bác Nhã một tí được không ạ? Rồi. Chào bác ạ. Bác cái lúc này sức khỏe của bác như thế nào rồi ạ? Có mệt lắm không hả bác? Bác cũng mệt lắm. Bác chạy thần 11 năm rồi, bây giờ nó cái bệnh khớp, viêm đã khớp thì thoát vị đầy đầy, viêm khớp hạng rồi, bây giờ nó đau cả năm này không đi được, nhưng nó liệt mất chân trái. Cháu rất là hiểu cho cái cảm xúc của bác này lúc này, và cũng rất là chia sẻ về những cái nỗi đau mà bác đang phải chịu ạ. Thế nhưng mà bác yên tâm là trong cái hành trình chiến đấu với bệnh tật của bác thì sẽ không có chỉ có một mình bác, mà vẫn sẽ có tất cả mọi người cũng như là cộng đồng xã hội sẽ luôn luôn ở bên cạnh và sẵn sàng chia sẻ những cái khó khăn này với bác ạ. Những giọt nước mắt rơi của bác Nhã, của chị Xoan hay là của bất cứ ai trong xóm chạy thận này đều đủ để cho chúng ta thấu hiểu được những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần mà họ đang phải gánh chịu từng ngày. Và sẽ như thế nào nếu như mà nửa cuộc đời còn lại của họ phải chiến đấu một mình ạ? Bởi vậy chúng tôi rất mong là sau chương trình này thì sẽ có rất nhiều nghĩa cử cao đẹp như tấm lòng nhân ái có thể dang rộng vòng tay để cùng chia sẻ và đỡ đần những khó khăn cùng với ba con ở xóm chạy thận này ạ. Vâng, xin được chân thành cảm ơn MC Thùy Linh cũng như những đồng nghiệp của NTV đã mang đến cho chúng ta những câu chuyện đầy xúc cảm. Và thưa tất cả quý vị, khi mà Tết đến xuân về, khi mà chỉ một chút thời gian nữa thôi thì chúng ta sẽ được quây quần bên gia đình của mình, được đoàn viên, thì đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn có những hoàn cảnh rất bất hạnh như chúng ta đã vừa được theo dõi trong đoạn phóng sự vừa rồi đúng không ạ? Còn gì đau đớn hơn khi mà những người bệnh nhân nghèo của chúng ta có nhà nhưng mà không được ở, và có quê nhưng mà không được về.
thực sự là chúng tôi rất là hiểu và rất là chia sẻ về những cái hoàn cảnh của các bác. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là cũng qua chương trình ngày hôm nay thì tất cả chúng ta sẽ cùng chung tay để cho tất cả các bác sẽ có một cái Tết đầm ấm và trọn vẹn hơn, đúng không ạ? Và kính thưa tất cả quý vị, và ngay lúc này đây thì chúng tôi cũng nhận được một chia sẻ rất là vui, đó là sau khi mà được theo dõi đoạn phóng sự này thì Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngoài số tiền 50 triệu đồng ủng hộ cho chương trình Tết Người Nghèo thì cũng sẽ ủng hộ cho mỗi hộ một chiếc đài radio ạ. Và ca sĩ Đinh Hiền Anh cũng đã ủng hộ số tiền là 20 triệu đồng cho các hộ chạy thận trong phóng sự vừa rồi. Và một cái thông tin rất vui nữa mà chúng tôi cũng vừa mới nhận được, đó là sau khi theo dõi những hình ảnh vừa rồi thì một mạnh thường quân là ông Nguyễn Xuân Kiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, cũng đã quyết định tặng em Thanh Bình và mỗi hộ dân ở xóm chạy thận là 10 triệu đồng ạ. Và xin hỏi là ông Nguyễn Xuân Kiên ở đâu trong khán phòng ngày hôm nay ạ? À, vâng ạ. Xin tất cả quý vị có thể dành cho ông Nguyễn Xuân Kiên cũng như những tấm lòng hảo tâm một tràng vỗ tay được không ạ? Vâng ạ, trước hết thì thay mặt cho ban tổ chức chương trình cũng như thay mặt cho những người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì xin chân thành cảm ơn cái tấm lòng và nghĩa cử của ông. Và thưa ông Nguyễn Xuân Kiên, vậy thì ông có thể cho biết là từ đâu mà ông đã có một quyết định nhanh như vậy khi mà dành tặng 10 triệu đồng cho em Thanh Bình cũng như là những cái hoàn cảnh khó khăn trong đoạn phóng sự vừa rồi ạ? Qua xem cái phóng sự những bệnh nhân nghèo chạy thận nhân tạo ở xóm Thận và bình người mẹ của Thanh Bình thì tôi rất xúc động. Tôi quyết định chia sẻ mỗi gia đình có người bệnh nhân chạy thận nhân tạo 10 triệu đồng tiền mặt. Số tiền tuy nhỏ nhưng đây là món quà của những người làm trong công tác khám chữa bệnh, luôn chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, luôn thấu hiểu người bệnh, luôn đồng hành cùng chia sẻ với người bệnh. Nhân chương trình này thì sau khi kết thúc thì tôi kính nhờ Đài Truyền hình Nghệ An nhanh chóng chuyển số tiền trên đến 10 bệnh nhân nghèo đang gặp khó khăn. Cũng nhân dịp Tết đến xuân về, tôi thay mặt cho cán bộ nhân viên Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông xin kính chúc các gia đình đang có người bệnh chạy thận nhân tạo và những hộ bệnh nhân, những hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đón một cái Tết cổ truyền Tân Sửu thật vui tươi, thật đầm ấm và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Xuân Kiên. Kính thưa tất cả quý vị, có một câu nói mà Thu Hằng rất là thích như thế này: trao đi yêu thương thì bạn sẽ đón nhận được những yêu thương. Và xin được cảm ơn những chia sẻ của ông. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là qua chương trình ngày hôm nay thì không chỉ có bản thân của ông Nguyễn Xuân Kiên đâu ạ, mà sẽ có thật nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm sẽ cùng chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, sẽ cùng chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, những người bệnh nhân đang mắc bệnh nặng ở xóm bệnh ở xóm chữa bệnh nhân nhân thảo và cả những người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Và thưa quý vị, và ngay lúc này đây thì chúng tôi cũng nhận được một thông tin là ông Nguyễn Xuân Phúc ạ, công ty cổ phần đầu tư xây dựng tổng hợp miền Trung cũng đã quyết định ủng hộ em Bình 10 triệu đồng và các hộ chạy thận trong phóng sự vừa rồi với số tiền 20 triệu đồng ạ. Vâng, thưa quý vị, lúc này đây thì tôi cũng đã có thể mỉm cười và tôi tin chắc rằng những khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay và tất cả quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Tết vì người nghèo 2021 đã cùng có thể mỉm cười với Thu Hằng, bởi vì đã có rất rất nhiều những tấm lòng hảo tâm, tất cả những doanh nghiệp và tất cả mọi người đang cùng chung tay vì người nghèo, như lời hưởng ứng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đó là Tết Tân Sửu năm 2021 sẽ không có người nghèo bị bỏ lại phía sau.